Xin chào các bạn, mình là Kỳ Anh. Cảm ơn các bạn đã quay trở lại với kênh của mình nhé. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn đào cái đường UVI, đường cái đường của sử dụng ví Tronlink các bạn nhé. Thì yêu cầu các bạn sẽ phải có một cái tài khoản ví Tronlink. Các bạn sẽ tải cái trình duyệt Tronlink này về trình duyệt cái ví Tronlink này về trình duyệt. Sau đấy thì các bạn sẽ phải đăng ký và login vào trong. Tiếp theo đó là các bạn sẽ phải có một ít Tronlink để các bạn có thể đào ví đồng Tron để các bạn có thể đào nhé. Thì ở đây các bạn sẽ đánh như này, thì các bạn sẽ đánh cái mã mời vào, thì mình sẽ để cái mã mời bên dưới cho mọi người, thì nó sẽ tự connect đến cái ví này. Thì các bạn sẽ ấn accept đấy, khi accept xong thì các bạn thấy là nó ở đây, nó hiện đây là nó đang đào này đấy, các bạn thấy chưa. Thì mình thử dịch sang tiếng Việt cho em nhé, tiếng Việt nó cũng không hiện gì luôn rồi ạ. Tôi cũng lại muốn lại bọn này luôn đấy, cái này là cái gì? Cái này là cái gì? Request sinh sinh cái này nữa là cái gì? Rút à? Ê, chưa hiểu luôn ấy. Đấy, thấy thì các bạn thấy là nó đào đây này. Đấy, nó tự đào đây này. Đấy, còn chưa biết là thế nào luôn ấy. Mã mời chắc là mã mời của mình ở đây. Đấy. Thì mình sẽ để mã mời bên dưới cho mọi người nhá. Trời ơi các bạn ơi, các bạn làm cái chữ này thì mình cũng chịu luôn đấy. Có thay đổi được ngôn ngữ ở đâu không nhỉ? Có thay đổi ngôn ngữ được hả? Đấy, bây giờ các bạn thấy nó đang đào rồi. UBI hả? Thử xem dẫn lên rớt xóa xem có không nhỉ? Mọi người vào rớt xóa xem nhé. Trời ạ, toàn tiếng tàu nó cũng chịu luôn đấy. Xem cái contract của nó ở đâu. UBI, UBI là con này hả? Đúng rồi nhỉ, UBI này. Đúng rồi. Tôi xem một đồng của nó là bao nhiêu. 2,8 tron mọi người ạ. Một đồng của nó là khoảng 2,8 tron. Nhưng hình như cái đồng này hình như là chưa ấy á. Chưa có lít ở bên trên này đâu, cũng chưa giao dịch ấy. Chưa có nha mọi người nhá. Chắc thế. UBI. Không phải 027. Hình như là có một số bạn đã giao dịch này, hình như đã đào được rồi. Mấy phút đầu tiên, mấy phút trước này. À, 0,06 chứ mình cái này không biết là rút hay là đào như thế nào đấy. Làm sao có thể dịch ra cái này được ấy nhỉ? Thử sẽ accept thử xem nào. Đây là accept cái gì nhỉ? Thử. Không biết accept cái gì luôn ấy. Trời ạ. Thử xem nhé, nó trừ hay nó cộng cái gì được. Toàn tiếng tàu cũng muốn lạy nó luôn ấy.
Đây là ví của mình nhá, thì mình thử xem cái giao dịch xem. Trên select 59 giây trước này. Điều là 00 cũng biết HPI. Cái này nó cũng trừ phí thôi mọi người, nhưng mà không thấy có rể cái quay gì cả. Đây là nó chạy nó có đào ở đây nhưng mà không biết là thế nào đấy mọi người. Hay là một ngày convert một lần không biết nữa. Các bạn sẽ cứ làm theo hướng dẫn của mình nhé, để chờ xem là thế nào nhé. Đấy, để xem có rút được không nhé. Rồi sau chắc là sau vòng một ngày thử xem nhé. Đấy, mọi người cứ đào đi nhé. Link mình sẽ để bên dưới video cho mọi người. Vào thì các bạn ấn vào cái nó hiện ra cái tab này, thì các bạn đánh cái số accept này vào là được nhé. Yêu cầu trong ví của mình có một ít troll nhé. Ok, cảm ơn mọi người đã theo dõi video nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở những dự án tiếp theo.